Tóc này là tóc đen tự nhiên hay là tóc nhuộm đen đây? Không, tóc này là tóc nhuộm đen. Nếu như mà tóc của em mà đã nhuộm đen rồi là đã qua hóa chất thì nó phải là 35 xăng. Còn nếu mà tóc nguyên bản của em thì là 25 xăng. Thì anh thấy là bây giờ độ dài tóc này của em này thì anh mới muốn là xem em muốn cắt độ dài tầm nào ấy. Từ nãy giờ cứ em. Bạn sinh năm bao nhiêu nhỉ? Anh 91. Anh 91 là anh kém em đến 7 tuổi đấy. Quê là quê. Nếu chị cắt hiến ấy thì phải cắt ngắn tới tầm này đấy. Thật sự là rất là tiếc nuối đấy, nhưng mà cái sự mong muốn ấy nó còn nhiều hơn cả tiếc nuối. Thế nên là cái lý do gì mà chị lại hôm nay muốn qua đây hiến tóc? Xuất phát là chị muốn hiến tóc. Dạ. Xong rồi chị tìm kiếm ở trên mạng. À. Thì thấy một cái trung tâm hiến tóc là của bên em cũng làm cho chị có thêm động lực. Và các bạn nhỏ các bạn còn làm được, không lẽ mình từ ý tuổi mình không làm được, đúng không? Năm nay nó có một cái mẫu tóc ấy, nó là mẫu vuông bằng. Vuông bằng. Nó rất là hot và thật sự gương mặt chị làm xong thì nói thật là em tin chắc là cắt cho chị xong rất nhiều người muốn cắt tóc ngắn giống chị. Wow. Nhưng mà khi mà chị có lý do nó đủ lớn rồi thì em cũng không tham gia làm gì cả. Okay. Bởi vì là mỗi một người người ta đều làm một cái gì đó đều có một ý nghĩa sau. Thì em cũng không được quyền hỏi ý nghĩa sau của nó. Thì em chỉ biết là chị mong muốn thì em làm giúp chị thôi, được không? Được. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn 1900 nhá. Dạ. Đã cho mình một cái trải nghiệm rất là thú vị và cảm thấy nó rất là ý nghĩa luôn ấy. Dạ. Nó không chỉ là ý nghĩa với mình đâu, mà mình nghĩ là khi mà lan tỏa cái điều này nó sẽ ý nghĩa với cộng đồng cơ.